Để tiện cho việc theo dõi của quý vị khán giả, chúng tôi xin báo đội hình của cô giáo. Số 2 Nguyễn Thành Đạt. Số 9 Lê Văn Tài. Số 3 Nguyễn Trung Thuấn. Và số 7 Lê Thanh Tuyền. Đội hình ra sân của trường trung học cơ sở. Số 4 Nguyễn Công Tuấn. Số 5 Nguyễn Thanh Tuấn. Số 9 Huỳnh Đông Tuấn. Và số 7 và số 10 Phạm Văn Vĩnh. Có thể thấy chiều nay trên sân lực lượng cổ động viên của trường trung học cơ sở rất là đông. Thấy một cái nó Như vậy là cầu thủ số 10 Phạm Minh Vĩnh đã mở tỷ số cho trường trung học cơ sở. Rồi tiếp tục hai người đi, giao bóng hai người đi. Đặt giữa, nhanh, mất đi nha. Đi luôn. Không ra đâu đi. 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 Đi.
một pha bóng cao chân của Thanh Tuyền. Trung Phấn, Thanh Đạt, bóng trung tâm của Văn Tài, pha đi bóng xích. Bóng quả đá phạt dành cho cô Sáu. Bóng tiếp bóng là Trung Thấm. Phát bóng lên Trung học cơ sở. Vinh Tài một pha rất căng nhưng bóng đã nằm gọn trong thủ môn. Tiếp tục một Trung Thấm dài đâu tướng dở chứ chiều đó đội mày thua lỗ mày cằn nhảy dĩ bỏ đi sao hết giúp thì kêu với đạn là thốt sao hết anh ngon quá mà dạ thì kêu sao dài điền vĩnh ở trên đó vậy nó kêu leo lên sao hết sao hết hưng lên đánh chân của bên tài sao hết vẫn không cháy mà hai xe nữa sao sao đây bóng chạm tay của Diên Miên một pha trượt chân. Trung Thấm vẫn là Trung Thấm đi bóng nó thay. Bên tay Nguyên vì điều kiện thời tiết nên trăng rất trơn. Mình vẫn bóng nó nằm gọn trong thủ môn Duy Tăng. Đội trường trung học cơ sở đội ấy. Súng
Đã hết giờ rồi đấy. Không là bệnh, lâu luôn. Bệnh bệnh. Đó là gì? Bỏ bánh gì? Bánh ngang kia nè. Bánh gì? Cái bánh quẩy. Bánh gì? Bánh gì? Bánh gì? Diễn viên, mấy tay,
Một pha ném biên cho đi đồn của xéo. Ô xe đi. Không vào. Một pha điểm rất nguy hiểm của Thanh Tâm. Một, hai. Anh toàn. Nguyên. Thanh Tâm. Và kéo cho khối 6. Không vào, rất nguy hiểm. Trường trung học có sự thay đổi người. Đặng Thanh Tính vào thay người cho Huỳnh Đông Tuấn. Tiếp tục ra đi. Các vận động viên lên trên sân có trọng tài. Đó mày cứ lại sàn đó, một thằng bí này còn ba thằng kia nữa. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Quay lên. Một. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Duy Tân. Vĩnh Tài. Bóng tiếp tục chân của Vĩnh Tài. Nhân viên. Hai cả phá thành công của Thanh Tính. Không vào. Tiếp tục. Minh Trưởng, làm gì đây? Minh Trưởng. Bóng nó nằm gọn trong thủ môn. Tự nhiên. Vĩnh Tài. Anh. Anh.
Minh Trưởng. Anh Tài. Có cảm phá thành công của Thanh Tịnh. Đá biên cho cô Sáu. Trung Thuấn. Phát bóng lên cho trung học cơ sở. Như vậy là trọng tài Nguyễn Hữu Hoàng đã thổi còi kết thúc hiệp 1. Như vậy tỷ số 2-0 nghiêng về trường trung học cơ sở.